Xin chào các anh chị. Trong quá trình sử dụng Revit, chúng ta cũng có lúc cần đến những add-in, chúng là những cái phần mềm hỗ trợ được viết ra để giúp đỡ cho quá trình sử dụng Revit của chúng ta. Thì chúng có thể nằm trong một menu add-in hoặc là chúng tạo ra những cái bảng menu riêng. Thì clip này thì mình sẽ nói về cái quá trình là cài đặt và gỡ cài đặt và những cái vấn đề liên quan. Về cái cài đặt á, thì thường á, cái nguồn mà mình tìm những cái add-in nhiều nhất á, là trên trang ask.autodesk.com. Thì ở đây phần mềm của chúng ta là Revit, thì bấm cứ tìm hết đi, rồi phần mềm sẽ chạy. Sau đó thì chúng ta sẽ lọc những cái tiêu chí cho nó. Ở đây thì mình sẽ tìm những cái phần mềm mà free đi trước. Thì ở cái mục price này nè thì mình sẽ lọc nó ra đó. Thì bằng cách đó đó là chúng ta sẽ download được những cái phần mềm hữu dụng. Ở đây chúng ta có thể coi cái số sao trước và cái nào có chữ free thì chúng ta có thể download thoải mái, và những cái hướng dẫn ngay trong cái phần mềm này nó cũng có luôn. Sau khi download rồi, giả sử sau khi download về, thường thì chúng ta sẽ gặp một cái file .msi này, thì chúng ta chỉ việc là chụp phải vào nó và chọn install thôi, rồi cứ bấm next next ok tới thôi. Một số cái phần mềm do là những cái plugin á, ví dụ như PyRabbit này nè, thì chúng ta sẽ chọn run as administrator, thì quá trình cài đặt thì nó có thể lâu hơn, bởi vì những cái này nè thì cái quá trình cài nó phức tạp hơn. Sau khi cài xong thì chúng ta thường gặp một cái vấn đề, đó là nó sẽ hỏi một câu như thế này đây. Sau khi cài xong rồi, chỉ cần vài giây thôi nó cài xong, thì khi bạn mở và bạn tắt phần mềm, bạn cài rồi xong rồi bạn mở lại, nó sẽ hỏi câu hỏi này đây, là ý là có một cái phần mềm mới vừa được đem vào thì ý bạn muốn làm sao. Thường chúng ta sẽ chọn always load, có nghĩa là luôn luôn load cái phần mềm đó vào. Tuy nhiên trong một số trường hợp, ví dụ phần mềm đó rất ít sử dụng, chúng ta có thể chọn load once. Trong trường hợp chúng ta không muốn dùng đến nó ngay lúc này, chúng ta có thể chọn do not load. Ở đây cần một lưu ý là nếu như mà chúng ta cài đặt quá nhiều cái add-in mà chúng ta không sử dụng thì cái quá trình khởi động nó nặng hơn, thì điều đó cũng không tốt. Đó là quá trình cài đặt. Bây giờ đến cái quá trình là tháo gỡ cài đặt, thì thật ra rất là đơn giản thôi. Bạn chỉ cần bạn vào control panel để bạn gỡ ra. Ở đây mình ví dụ là mình chụp màn hình nè, đây là bảng điều khiển của máy mình, vào control panel thì đây là danh sách những cái phần mềm mà mình đưa vào. Ở đây thì không biết mình có đánh dấu hết chưa, có thể là còn một số đó, thì các bạn có thể xem giùm mình. Mình chỉ cần vào rồi mình uninstall nó ra là xong. Hoặc là nếu như các bạn không muốn thì các bạn có thể vào trong cái mục đó là OC Program Data và tìm cái file cài đặt của phần mềm trong hai vị trí sau đây. Một là Autodesk Revit Add-in. Hai là Autodesk Application Load-in. Đó là chúng ta sẽ xóa nó. Nhưng để mà gỡ cài đặt hoàn toàn thì tốt nhất chúng ta nên gỡ trong bảng điều khiển này. Đối với những cái phần mềm miễn phí thì cái việc cài đặt và gỡ cài đặt rất là đơn giản. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lưu ý nhỏ nữa. Mình ví dụ ở đây, ví dụ cái hot gear này, hay là những bây giờ mình có một cái phần mềm mà nó đang ở trong cái trạng thái là bỏ thì thương mà vương thì tội. Có nghĩa là bạn thì bạn chưa muốn gỡ nhưng bạn cũng không muốn nó hiện lên, tạm thời bạn muốn nó ẩn đi. Thì đầu tiên á, là mình sẽ vào cái thư mục cài đặt của nó, mình vào OC lại, Program Data, rồi mình sẽ tìm là Autodesk. Đây đa số các cái add-in của Revit nó sẽ nằm trong hai vị trí này. Rồi bây giờ thì mình thử nha, vị trí đầu tiên Application Login. Đây thì cái phần mềm mà cái chỗ mà hot ghi hồi nãy chúng ta đó là hai cái này, Parameter Explorer và Element Map, là cái này là của hãng hot ghi. Thì chúng ta muốn mà tạm thời không dùng đến nó, không cho nó load vào,
mà nó không có ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của mình, nhưng mà cũng không gỡ hoàn toàn nó, thì chúng ta chỉ đơn giản là nêu một cái folder đó và mình đặt tên đại không dùng. Ok, nhớ tắt review nha mấy bạn, không tắt là nó không có cho đâu. Rồi không dùng, rồi mình sẽ kết cái này vào là được, là lần sau mở lên nó sẽ không hiện nữa. Trong trường hợp nếu như các bạn tác động vào khu vực này không được, đó là do các bạn chạy bấm chuột phải vào đây, Properties, hoặc chọn Security. Ở đây thì mình ở cái mục User Edit này, mình sẽ cho nó Full Control, cho phép chúng ta điều khiển tất cả, User Full Control đó, cho phép chúng ta tác động, tại vì những cái đối tượng trong OC là đôi khi nó không có cho bạn đụng tới. Các bạn chú ý là các bạn phải vào đây Security để chỉnh. Tương tự như vậy, vị trí thứ hai ở Revit và Add-in thì ở trong bảng này nè, là nó dành cho những cái Add-in mà cài đúng cái bảng đó, cái bảng Revit mình cần. Còn cái khi mà vị trí khi nãy Application Add-in ở đây Login là dùng cho tất cả các bảng, còn đây là dùng cho từng bảng cụ thể. Thì ở đây thì cũng đơn tương tự như vậy, bạn cũng tạo folder mới rồi bạn đưa vào thế thôi. Rồi cái quá trình mà cài đặt, gỡ cài đặt và tạm thời không dùng đến những cái add-in của Revit mà đến đây là hết. Bây giờ thì hồi nãy là mình đã gỡ nó ra tạm rồi, mình sẽ thử mở Revit lên để xem lại coi. Đây, trong quá trình bạn thay đổi những cái cài đặt là bạn phải nhớ bạn tắt phần mềm, nếu không nó sẽ không cho phép. Rồi mình sẽ mở cái template reformatrix lên. Rồi các bạn, như các bạn thấy đó là cái bảng menu tên là Hot Gear nó không còn hiện nữa, bởi vì chúng ta đã tạm thời cất nó đi rồi. Cảm ơn các bạn.